Cậu bé 14 tuổi này ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đang khiến nhiều người thán phục bởi khả năng phi bài xuyên qua hoặc cắm vào đồ vật. 3 năm trước, cậu bé mê mẩn khi xem một bộ phim Hồng Kông kể về một cao thủ phi bài. Kể từ đó, cậu quyết tâm tập luyện. Gia đình cũng rất ủng hộ cậu bé theo đuổi đam mê của mình. 3 năm miệt mài tập luyện, giờ cậu có thể phi những lá bài chém các loại trái cây như dưa chuột, dưa hấu một cách dễ dàng. Từ lúc tập tới giờ, em đã sử dụng hơn 500 bộ bài rồi. Cậu bé chia sẻ môn này không hề khó, quan trọng là phải biết tập trung sức mạnh của cả cơ thể và cổ tay, sau đó tập luyện đi tập luyện lại để nâng cao kỹ năng của mình. Em hy vọng trong tương lai em có cơ hội lên sân khấu biểu diễn.